Chương 142, muốn sinh con cho hắn. Hai người vừa mới trở lại vương phủ thì đã có một nhóm người tiến đến. Mà đứng đầu kia không ai khác chính là quản gia của nhà Mộ Dung, vừa thấy Dạ Trọng Hoa về, liền lập tức chạy đến nói, vương gia, thiếu gia nhà chúng ta muốn mời ngài qua phủ một chút. Dạ Trọng Hoa hai hàng lông mày có chút nhăn lại, rõ ràng có chút bất mãn nói, tên Mộ Dung này tính giở trò gì đây? Nói xong quay đầu nhìn Âu Dương Vũ, nói, nàng vào phòng trước đi. Ta đi một lúc rồi quay về ngay. Mộ Dung tìm Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ nàng đương nhiên sẽ không cản trở, gật gật đầu dặn dò đôi ba câu cẩn thận rồi quay về biệt viện. Nhưng Âu Dương Vũ không thể ngờ được cho đến khuya Dạ Trọng Hoa mới trở về phủ, hơn nữa trên người chỉ toàn là mùi rượu mạnh. Dạ Trọng Hoa vốn không thích uống rượu, mà nếu có uống thì cũng chỉ có một ít không đến nổi để cho mình say đến mức này, chuyện này không giống với tác phong thường ngày của hắn. Âu Dương Vũ có chút quan tâm lo lắng hỏi một câu, làm sao vậy? Tên Mộ Dung chết tiệt kia lại gây xích mích với phu nhân của hắn, buồn bực lôi ta đi uống rượu giải sầu. Hắn uống hết ba vò rượu mới chịu buông tha, say bất tỉnh rồi. Dạ Trọng Hoa ảo não oán giận. Cái gì? Sao lại xích mích nữa rồi? Mộ Dung cùng với phu nhân hắn hay xảy ra mâu thuẫn bất hòa, Âu Dương Vũ cũng đã sớm biết điều đó nhưng vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Cùng lắm chỉ là hiểu lầm nho nhỏ tại sao trong suốt 5 năm vẫn không thể giải quyết êm đẹp còn tiếp tục xung đột như thế. Phiền phức, Dạ Trọng Hoa dường như uống có quá chén, ngón tay thon dài của hắn đưa lên xoa huyệt thái dương, cả người lảo đảo dựa vào Âu Dương Vũ khẽ thở dài nói, hầu hạ bổn vương ngủ. Âu Dương Vũ thấy trước mắt hắn hẳn sẽ không cảm thấy thoải mái cho nên cũng không cùng hắn chấp nhặt chuyện này. Lặng lẽ giúp hắn cởi bỏ áo khoác ngoài treo trên giá sau đó phân phó cho Trúc Lục mang nước ấm tới, cẩn thận lau mặt giúp hắn. Dạ Trọng Hoa nào có chịu nằm ngoan ngoãn trên giường. Hai tay bắt đầu không thành thật mãi quấn quýt lấy Âu Dương Vũ ôm chặt lấy nàng. Âu Dương Vũ thấy hắn có hành động làm nũng cùng với vài nét đỏ ửng trên khuôn mặt tuấn tú của hắn kia khiến tim nàng không khỏi khống chế được mà đập thình thịch. Dùng tay đánh vào ngực hắn quát, Dạ Trọng Hoa, chàng lại bắt đầu giở trò phải không? Đừng có lợi dụng chuyện say xỉn này mà ép người quá đáng. Này, chàng mau ngủ đi. Dạ Trọng Hoa chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, tay kia nắm nhẹ tay nàng rồi cũng không có động tác gì tiếp theo, an tĩnh một hồi rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Dạ Trọng Hoa tỉnh dậy cũng rất sớm thấy Âu Dương Vũ vẫn còn đang say giấc, mái tóc đen dài bóng mượt hơi hỗn độn kia gối trên đầu. Hai hàng mi khép lại kia cùng với gò má hồng phấn nhìn trông thật đáng yêu. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đôi mỏng mỏng anh đào xinh đẹp kia khẽ cong lên ý cười trêu chọc. Hắn vươn tay nắm nhẹ mũi nàng đùa ghẹo nói, mèo nhỏ lười, rời giường. Âu Dương Vũ khẽ nhíu mày, rên lên vài tiếng kháng nghị hất tay hắn nói, đừng phá giấc ngủ của ta còn chưa có ngủ đủ đâu, Dạ Trọng Hoa có chút buồn cười. Cúi đầu áp sát môi mình bên tai Âu Dương Vũ nói, ngoan, rời giường, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo. Không đi ta muốn ngủ, Âu Dương Vũ tức giận trả lời, dùng chân phủ kín mặt mình. Dạ Trọng Hoa bất đắc dĩ lắc đầu cười, nhấc chân đứng lên, ra khỏi phòng. Âu Dương Vũ không còn nghe thấy động tĩnh gì xung quanh trong đầu nghĩ rằng Dạ Trọng Hoa đã buông tha cho nàng liền an tâm tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ. Nhưng chưa được 10 giây thì nàng lại cảm giác có ai đó đang quấy rầy nàng. Âu Dương Vũ buồn bực ngồi bật dậy, xoay người hét lên một câu, chàng rốt cuộc có để cho ta yên không hả? Chỉ thấy trước mắt mình là đôi mắt long lanh đen lấy to tròn của tiểu nặc đang ngốc lăng chớp chớp nhìn mình. Âu Dương Vũ có chút xấu hổ, ha ha nở nụ cười hai tiếng sau đó mới nói, tiểu nặc. Có chuyện gì, sao lại đến đây? Tiểu nặc lúc này mới cao hứng nói, Ninh Vương ca ca bảo tiểu nặc đến đánh thức tỷ tỷ, ca ca nói hôm nay muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài dạo chơi, còn có cả Mộ Dung ca ca cùng Vân Thương ca ca a. Âu Dương Vũ nhìn vẻ mặt mong chờ kia của tiểu nặc trong lòng liền âm thầm oán, Dạ Trọng Hoa chàng giỏi lắm. Cứ tưởng sẽ bỏ cuộc, ai ngờ lại dám lợi dụng tiểu nặc để khiến nàng không có đường lui, nàng nào có thể cự tuyệt được, đành cười đau khổ nói, vậy tiểu nặc đợi tỷ tỷ một chút. Tỷ tỷ chuẩn bị vài thứ rồi ra ngay. Âu Dương Vũ nhìn tiểu nặc sung sướng hào hứng đi ra ngoài, sắc mặt liền tối sầm lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Dạ Trọng Hoa, chàng giỏi lắm. Sau khi Âu Dương Vũ đã rửa mặt chải đầu xong xuôi cùng với Dạ Trọng Hoa và tiểu nặc dùng bữa sáng sau đó liền xuất phát. Nửa canh giờ sau đã đến ngoại ô nơi có vài ngọn núi nhỏ phía sau. Hôm nay ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cảm thấy thoải mái vô cùng. Mặt sau bên sườn núi có rất nhiều loài hoa cỏ dại với nhiều màu sắc rực rỡ tươi mới cùng với mùi hương nhẹ dịu của thiên nhiên thoảng qua nơi chóp mũi.
Âu Dương Vũ nhẹ nhàng tận hưởng hương vị của thiên nhiên cùng bầu không khí dễ chịu này, nhìn cảnh sắc nơi đây so với đám người thích mưu mô náo nhiệt kia thì còn thưởng thức tốt hơn. Vân Thương, Mộ Dung đã sớm đến đây, còn có phu nhân của Mộ Dung cùng con trai. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Vũ nhìn thấy Vương Nhược Hy, một gương mặt dài thanh tú trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng. Làn da đặc biệt trắng nõn, mịn nhẵn bóng loáng, dưới ánh mặt trời trông có vẻ như sáng rọi sáng láng, một đôi mày nhỏ dài khiến cho vẻ đẹp của nàng dường như thanh lệ mà thoát tục. Đôi mắt trắng đen rõ ràng mang theo một tia đạm mạc, cúi đầu nhìn về phía con mình với ánh mắt nồng đậm yêu thương, cương chiều. Âu Dương Vũ có biết chuyện tình trước kia của Vương Nhược Hy, thật ra nàng rất thích những người phụ nữ như vậy, dám yêu dám hận. Nghĩ như vậy, Âu Dương Vũ liền kéo Tiểu Nặc đi qua bên đó nhìn về phía Vương Nhược Hy cười, sau đó lại cúi đầu nói với Tiểu Nặc đến chơi với đệ đệ kia đi. Tiểu Nặc đương nhiên là rất ngoan ngoãn nghe lời tiến lên bắt tay với Mộ Dung tướng, đây là động tác mà hắn học theo từ Dạ Trọng Hoa. Tiểu Nặc mô phỏng lại trông đáng yêu vô cùng. Hai người phụ nữ đứng đó nhìn Tiểu Nặc không khỏi cười lên tiếng. Chỉ nghe Tiểu Nặc lên tiếng, ta là Diệp Nặc, huynh đệ chúng ta cùng nhau chơi có được không? Mộ Dung tướng vốn sống chung với Mộ Dung Vân Thù nên thái độ cũng cực giống cha hắn. Tuổi còn nhỏ nhưng đã mang dáng vẻ tao nhã, cũng đáp lễ lại, nói, đệ là Mộ Dung tướng, chào huynh. Nhìn hai đứa nhóc lớn nhỏ ngây thơ chào hỏi nhau xong, rồi lại đưa mắt nhìn hai vị đại nhân đứng xa kia trong lòng liền không khỏi cảm thấy thú vị. Màn chào hỏi cũng xong. Hai người bọn họ liền dắt tay nhau đi sang chỗ khác tìm thú vui cho mình. Vương Nhược Hy nhìn thấy bộ dáng Tiểu Nặc đi xa kia, nghĩ vừa rồi nàng cũng cẩn thận quan sát khuôn mặt của Tiểu Nặc một chút liền không khỏi thốt lên, thằng bé này. Thật đúng là giống. Giống cái gì? Âu Dương Vũ không khỏi tò mò. Nói ra thì muội sẽ không tin nhưng thì cảm thấy thằng bé này rất giống với Ninh Vương lúc nhỏ à. Có điều lúc nhỏ Ninh Vương hắn ta không có đáng yêu dễ thương như vậy, suốt này cũng chỉ là một màu u tối cùng lãnh khốc lạnh lẽo đến đáng sợ a. Vương Nhược Hy cùng Dạ Trọng Hoa lúc nhỏ cũng có chút quen biết với nhau, như trở về kỷ niệm của quá khứ khiến nàng không khỏi bật cười. Hay nói cách khác chàng ta là kiểu người biến thái lập dị có 102 trên thế gian này à. Âu Dương Vũ cũng có lòng tốt bổ sung thêm một câu. Vương Nhược Hy có chút bất ngờ sau đó khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười đầy thanh thiền. Trong sáng, sau đó từ trong giỏ bên cạnh mình lấy ra một bộ ấm trà, đưa một chén trà cho Âu Dương Vũ, sau đó rót trà cho cả mình lẫn Âu Dương Vũ, nàng cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói. Ta cũng không có ý như vậy, nhưng đúng thật như muội nói, hắn là người như thế. Hai nữ nhân nhìn nhau xong không khỏi cười rộ lên, Vương Nhược Hy cười xong liền thở dài một hơi, cười nói, kỳ thật ta cũng thật sự rất hâm mộ muội. Âu Dương Vũ dùng ánh mắt ý bảo Vương Nhược Hy cứ tiếp tục, vẻ mặt có chút khó hiểu. Vương Nhược Hy thản nhiên cười, ánh mắt từ vui vẻ chân thành lại chuyển sang đau thương, mất mát. Từ nhỏ ta đã có quen biết với Ninh Vương, nên biết rõ con người hắn như thế nào, lạnh lùng, lãnh đạm. Chưa bao giờ đối xử tốt với người khác bao giờ, cũng không hay cười với người khác. Cả người hắn đều toát ra dáng vẻ vừa trưởng thành vừa lãnh khốc đạm mạc. Muội hẳn cũng đã từng nghe nói qua. Công chúa Linh Tê của Nam Phong Quốc trước kia chỉ vì muốn được nắm tay hắn thì ngay lập tức bị hắn chặn đứng mong muốn giản đơn đó bằng cách chặt đứt một cánh tay. Nhưng hôm nay ta thật sự cảm nhận được một mặt khác của Dạ Trọng Hoa, nhưng mặt khác đó dường như chỉ dành cho một người con gái, sự ấm áp sủng nịch nơi đáy mắt. Cử chỉ quan tâm chăm sóc này ta là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, yêu muội, thật lòng yêu thương muội chuyện này. Toàn bộ người dân ở Tây Lăng Quốc đâu ai mà không biết a. Không sai nha, Dạ Nhị đối với tẩu tử quả thực là tuyệt trên cả tuyệt vời, không biết khi nào tên Vân Thương kia cũng đã ngồi bên người hai nàng. Nụ cười dường như không có ý tốt, chỉ cần tẩu tử muốn gì thì Dạ Nhị đều sẽ tìm mọi cách thỏa mãn ngươi a. Âu Dương Vũ vốn còn đang tiếp thu những lời nói của Vương Nhược Hy thì bất thình lình bị Vân Thương ở một bên phá vỡ cả một bầu không khí. Trong lòng đã có một chút cảm động thì ngay tức khắc đều bị những lời nói trêu chọc của hắn quăng sạch. Còn riêng Vân Thương hắn thì nghĩ sao nói vậy? Nào có biết hắn vừa làm chuyện tài đình là đã phá hỏng tâm trạng của người khác. Ôi, tẩu tử, ngươi xem này, con của Mộ Dung gia đều đã lớn đến ngần này, bộ ngươi một chút cũng không ngưỡng mộ sao? Vân Thương đưa tay chỉ vào Mộ. Chương 1. Âu Dương Vũ có biết chuyện tình trước kia của Vương Nhược Hy, thật ra nàng rất thích những người phụ nữ như vậy, dám yêu dám hận.
Nghĩ như vậy, Âu Dương Vũ liền kéo Tiểu Nặc đi qua bên đó nhìn về phía Vương Nhược Hy cười, sau đó lại cúi đầu nói với Tiểu Nặc đến chơi với đệ đệ kia đi. Tiểu Nặc đương nhiên là rất ngoan ngoãn nghe lời tiến lên bắt tay với Mộ Dung tướng, đây là động tác mà hắn học theo từ Dạ Trọng Hoa. Tiểu Nặc mô phỏng lại trông đáng yêu vô cùng. Hai người phụ nữ đứng đó nhìn Tiểu Nặc không khỏi cười lên tiếng. Chỉ nghe Tiểu Nặc lên tiếng, ta là Diệp Nặc, huynh đệ chúng ta cùng nhau chơi có được không? Mộ Dung tướng vốn sống chung với Mộ Dung Vân Thù nên thái độ cũng cực giống cha hắn. Tuổi còn nhỏ nhưng đã mang dáng vẻ tao nhã, cũng đáp lễ lại, nói, đệ là Mộ Dung tướng, chào huynh. Nhìn hai đứa nhóc lớn nhỏ ngây thơ chào hỏi nhau xong, rồi lại đưa mắt nhìn hai vị đại nhân đứng xa kia trong lòng liền không khỏi cảm thấy thú vị. Màn chào hỏi cũng xong, hai người bọn họ liền dắt tay nhau đi sang chỗ khác tìm thú vui cho mình. Vương Nhược Hy nhìn thấy bộ dáng Tiểu Nặc đi xa kia, nghĩ vừa rồi nàng cũng cẩn thận quan sát khuôn mặt của Tiểu Nặc một chút liền không khỏi thốt lên, thằng bé này. Thật đúng là giống. Giống cái gì? Âu Dương Vũ không khỏi tò mò. Nói ra thì muội sẽ không tin nhưng thì cảm thấy thằng bé này rất giống với Ninh Vương lúc nhỏ à. Có điều lúc nhỏ Ninh Vương hắn ta không có đáng yêu dễ thương như vậy, suốt này cũng chỉ là một màu u tối cùng lãnh khốc lạnh lẽo đến đáng sợ à. Vương Nhược Hy cùng Dạ Trọng Hoa lúc nhỏ cũng có chút quen biết với nhau, như trở về kỷ niệm của quá khứ khiến nàng không khỏi bật cười. Hay nói cách khác chàng ta là kiểu người biến thái lập dị có 102 trên thế gian này à. Âu Dương Vũ cũng có lòng tốt bổ sung thêm một câu. Vương Nhược Hy có chút bất ngờ sau đó khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười đầy thanh thiền. Trong sáng, sau đó từ trong giỏ bên cạnh mình lấy ra một bộ ấm trà, đưa một chén trà cho Âu Dương Vũ, sau đó rót trà cho cả mình lẫn Âu Dương Vũ, nàng cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói. Ta cũng không có ý như vậy, nhưng đúng thật như muội nói, hắn là người như thế. Hai nữ nhân nhìn nhau xong không khỏi cười rộ lên, Vương Nhược Hy cười xong liền thở dài một hơi, cười nói, kỳ thật ta cũng thật sự rất hâm mộ muội. Âu Dương Vũ dùng ánh mắt ý bảo Vương Nhược Hy cứ tiếp tục, vẻ mặt có chút khó hiểu. Vương Nhược Hy thản nhiên cười, ánh mắt từ vui vẻ chân thành lại chuyển sang đau thương, mất mát từ nhỏ ta đã có quen biết với Ninh Vương, nên biết rõ con người hắn như thế nào, lạnh lùng, lãnh đạm. Chưa bao giờ đối xử tốt với người khác bao giờ, cũng không hay cười với người khác. Cả người hắn đều toát ra dáng vẻ vừa trưởng thành vừa lãnh khốc đạm mạc. Muội hẳn cũng đã từng nghe nói qua. Công chúa Linh Tê của Nam Phong Quốc trước kia chỉ vì muốn được nắm tay hắn thì ngay lập tức bị hắn chặn đứng mong muốn giản đơn đó bằng cách chặt đứt một cánh tay. Nhưng hôm nay ta thật sự cảm nhận được một mặt khác của Dạ Trọng Hoa, nhưng mặt khác đó dường như chỉ dành cho một người con gái, sự ấm áp sủng nịch nơi đáy mắt. Cử chỉ quan tâm chăm sóc này ta là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, yêu muội, thật lòng yêu thương muội chuyện này. Toàn bộ người dân ở Tây Lăng Quốc đâu ai mà không biết a. Không sai nha, Dạ Nhị đối với tàu tử quả thực là tuyệt trên cả tuyệt vời, không biết khi nào tên Vân Thương kia cũng đã ngồi bên người hai nàng. Nụ cười dường như không có ý tốt, chỉ cần tàu tử muốn gì thì Dạ Nhị đều sẽ tìm mọi cách thỏa mãn ngươi a. Âu Dương Vũ vốn còn đang tiếp thu những lời nói của Vương Nhược Hy thì bất thình lình bị Vân Thương ở một bên phá vỡ cả một bầu không khí. Trong lòng đã có một chút cảm động thì ngay tức khắc đều bị những lời nói trêu chọc của hắn quăng sạch. Còn riêng Vân Thương hắn thì nghĩ sao nói vậy? Nào có biết hắn vừa làm chuyện tay đình là đã phá hỏng tâm trạng của người khác. Ôi, tẩu tử, ngươi xem này, con của Mộ Dung gia đều đã lớn đến ngần này, bộ ngươi một chút cũng không ngưỡng mộ sao? Vân Thương đưa tay chỉ vào Mộ Dung tướng đang chơi đùa phía xa kia nói. Đúng vậy, phụ nữ mà, ai chẳng thích có một đứa con bên cạnh mình. Vương Nhược Hy đưa đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn con trai mình, đột nhiên trong mắt hiện lên một chút bi thương. Lúc đó mới có được một chỗ dựa tốt. Âu Dương Vũ nhìn theo ánh mắt nàng, thấy hai thằng bé chúng nó chạy xung quanh người Dạ Trọng Hoa chơi đùa. Dạ Trọng Hoa tuy có chút khó chịu mà nhíu lại nhưng vẫn nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Mộ Dung tướng. Tiểu Nặc đứng một bên thấy vậy cũng đưa đôi mắt thèm muốn nhìn hắn. Nhưng Tiểu Nặc là một đứa trẻ có nhận thức rất cao, chưa bao giờ ở trước mặt người khác mà cầu xin thứ gì. Chỉ có thể biết đứng nhìn Dạ Trọng Hoa cười đùa vui vẻ với Mộ Dung tướng. Dạ Trọng Hoa nào không nhìn ra ý tứ của Tiểu Nặc lúc này, bên môi liền khẽ cong lên ý cười trêu chọc rùa rụt cổ. Ca ca. Tiểu Nặc tất nhiên là biết ý tứ của Dạ Trọng Hoa liền lập tức kêu lên tiếng kháng nghị. Dạ Trọng Hoa khẽ cười, tay cũng ôm lấy Tiểu Nặc một trái một phải, khuôn mặt nhỏ nhắn kia của hai đứa trẻ liền đỏ bừng lên, tràn ngập vui vẻ hạnh phúc. Âu Dương Vũ từ xa xa nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ.
Nếu như thật sự có một bản sao thu nhỏ Dạ Trọng Hoa kia cũng lạn lùng, lãnh khốc như vậy, ngồi trên vai Dạ Trọng Hoa thì lúc đó cũng vui vẻ thú vị biết bao. Kỳ thật có trẻ con bên cạnh cũng không có gì là không tốt. Về sau đã quyết định ở lại thế giới này, thì nàng cũng hy vọng sẽ có nhiều người bên cạnh nàng. Tẩu tử, sao mặt lại đỏ thế kia? Vân Thương nhìn thấy một mảng ửng đỏ nơi hai gò má Âu Dương Vũ. Liền không khỏi lên tiếng trêu ghẹo tiểu nha đầu này một chút. Âu Dương Vũ nghe được những lời này mới phục hồi tinh thần, oán hận chừng mắt liếc nhìn Vân Thương, nói, ngươi cút ra xa một chút cho ta. Được rồi, ta đi là được chứ gì. Vân Thương bật cười ha ha sau đó xoay người rời đi. Vương Nhược Hy lại thêm vài câu nói, Vân Thương. Không riêng gì tẩu tử cậu mà cậu còn nhiều mặt cần phải bù đắp kia kìa, cậu xem tới bây giờ một bóng hồng cũng chẳng có, cha cậu hẳn đã thúc giục cậu đi tìm vợ không ít nhỉ, không sai, Vân Thương. Ngươi lần trước không phải nói con gái trong kinh thành này ái mộ ngươi rất nhiều sao? Vân Thương vừa nghe xong liền bày ra vẻ mặt khổ sở, thều thào nói, hai vị tẩu tử đáng kính, cầu xin hai cô đừng có nói thêm lời nào nữa, ta cút ngay đây, bộ còn chưa đủ hài lòng sao? Nói xong liền chạy biến đi xa. Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dáng rời đi của Vân Thương trong lòng không khỏi buồn cười. Vừa quay đầu lại thì đã phát hiện thấy Vương Nhược Hy đang đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân Thù đang đứng đằng xa, vẻ mặt hiện lên một tia đau xót, lẩm bẩm lầu bầu nói, ta từng sống chết muốn gả cho hắn. Nay mới nhận ra rằng năm đó ta đã sai lầm rồi. Âu Dương Vũ nghe xong cũng không biết an ủi nàng như thế nào, chỉ có thể nói, muội cũng nghe Trọng Hoa nhắc đến chuyện này, chắc chắn hai người đã có chút hiểu lầm. Còn hiểu lầm cái gì? Vương Nhược Hy âm thanh bén nhọn vài phần, chính là khi xưa ta bị tình cảm che mất đi lý trí, là ta mù mắt. Vốn trong lòng hắn còn có người khác ta biết cũng khó mà nói ra được chuyện đó, nhưng loại tiện nhân kia cương nhiên lại dám làm tổn thương con ta. Vương Nhược Hy, đủ rồi. Âm thanh bén nhọn của Vương Nhược Hy đã gây sự chú ý của Mộ Dung Vân Thù. Hắn đi tới bên cạnh nàng vẻ mặt nổi giận bắt lấy cánh tay Vương Nhược Hy, trên cánh tay trắng tuyết kia ngay lập tức bị bóp chặt đến đỏ ửng lên. Rõ ràng là cô ganh tị với người khác nên mới ra tay ngoan độc đến thế, ta sao lại có thể đi cưới hạng phụ nữ nhẫn tâm độc địa như vậy? Ta nhẫn tâm, ta thấy là ngươi bị cô ta mê hoặc đến thần điên bát đảo thì đúng hơn. Thế nào, hận ta giết cô ta sao? Vậy thì ngươi giết ta luôn đi, giết ta đi. Vương Nhược Hy cũng kích động đứng lên. Không gặp thì thôi mà một khi đã gặp thì lại bắt đầu màn đầu khẩu lạnh nhạt, phẫn hận. Dạ Trọng Hoa lúc này hai tay dắt Mộ Dung tướng cùng tiểu nặc lại, Mộ Dung tướng nhìn thấy cha mẹ mình lại tiếp tục gây sự với nhau, nước mắt không kìm chế được trực trào ra. Sợ hãi đến mức không biết nói như thế nào mới tốt. Âu Dương Vũ bước lên phía trước giữ chặt lấy Vương Nhược Hy, có chuyện từ từ rồi giải quyết. Dạ Trọng Hoa cũng tiến lên khuyên nhủ, Mộ Dung, ngươi ít nói vài câu đi. Dạ nhị cậu đừng quản chuyện gia đình ta, loại đàn bà ác độc này, ta... Âu Dương Vũ chưa bao giờ thấy Mộ Dung tức giận như vậy, trong mắt nàng, Mộ Dung vẫn luôn là người đàn ông tao nhã lịch thiệp. Ngươi mới là hạng đàn ông ti bỉ vô sỉ, chính vì sự phong lưu của ngươi suýt chút nữa đã hại chết con ta. Vương Nhược Hy trả lời lại một cách mỉa mai. Mắt thấy hai người một nặng một nhẹ đấu khẩu với nhau, Âu Dương Vũ cũng không biết phải khuyên ngăn thế nào mới vẹn cả đôi đường. Mà loại đàn bà chết tiệt kia dám làm người thứ ba xen vào chuyện hạnh phúc của bọn họ, quả nhiên là loại người giàu hoạt. Với tính tình cao ngạo của Vương Nhược Hy kia, nếu không phải đối phương đã động phải điểm mấu chốt nào đó thì nàng cũng sẽ không nhẫn tâm làm chuyện như vậy. Mà quan trọng là tiện nhân đó đã chọc phải Vương Nhược Hy điều gì, Âu Dương Vũ trong mắt có chút nghi hoặc. Mộ Dung tướng nhìn thấy cha mẹ định đánh nhau, liền mạnh mẽ tiến lên ôm lấy đùi Vương Nhược Hy khóc nói, mẹ ơi! Chương 143, vụt mất cơ hội tướng nhi bị nhiễm độc. Sau khi ăn cơm chiều xong, Âu Dương Vũ vốn định tìm tiểu nặc trò chuyện thì lại không thấy hắn ở đâu cả, dạo qua một vòng. Mới phát hiện một mình tiểu nặc đang ở trong hoa viên luyện kiếm, nàng đứng một bên nhìn thấy thằng nhóc cũng đã mệt mỏi, liền từ trong nhà mang đến cho hắn một ít nước ấm. Dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn nói, trễ như vậy rồi lại còn đi luyện kiếm. Không đi tìm tướng nhi chơi sao? Tiểu nặc dầu dĩ nói, tướng nhi còn có cha mẹ của mình. Tỷ cùng với Ninh Vương ca ca sớm muộn gì cũng sẽ có em bé, em cũng không thể trở thành một tên vô dụng bị đuổi ra ngoài được. Âu Dương Vũ nghe xong không khỏi bật cười thành tiếng, véo mũi hắn, nếu như có một tiểu bảo bối như em nói, liệu em có chơi đùa cùng nó không? Tiểu nặc sắc mặt vui vẻ, dùng sức gật gật đầu, có ạ.
dù sao vẫn là một đứa trẻ, luyện xong kiếm, tắm rửa xong rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Âu Dương Vũ một mình ngồi trên xích đu trong hoa viên, nhớ tới chuyện mình đã lâu ngày không có gặp Tiểu Kỳ Lân. Còn có Tiểu Hải Đông Thanh nữa, liền lắc mình vào không gian. Đối với chuyện Tiểu Hải Đông Thanh, Dạ Trọng Hoa vốn không bao giờ nhắc đến, Âu Dương Vũ cũng không cùng hắn nói qua. Nàng vốn không muốn nói với hắn chuyện nàng nuôi dưỡng Tiểu Hải Đông Thanh trong không gian, coi như lần sau cho hắn một bất ngờ đi. Âu Dương Vũ vừa bước vào thì đã bắt gặp cảnh tượng Tiểu Hải Đông Thanh của nàng đang chăm chỉ tập bay ở tầng thấp trời, mặt Tiểu Kỳ Lân. Không còn nằm ở trên mặt cỏ lăn quan lan lại chạy đi bắt bướm nữa mà nằm yên trên mặt cỏ có vẻ như đang ngủ. Âu Dương Vũ nhìn một màn trước mắt có chút buồn cười, Tiểu Hải Đông Thanh cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi sao? Tiểu Hải Đông Thanh vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ liền chiêm chiếp kêu vài tiếng sau đó bay lại, Âu Dương Vũ mở lòng bàn tay ra, nó liền đứng ngay ngắn trong lòng bàn tay nàng. Trong tay liền có chút nặng, Âu Dương Vũ tay thiếu chút nữa thì nâng lên không được, ồ Tiểu Hải Đông Thanh này quả nhiên vài ngày không gặp đã lớn gần này rồi. Tiểu Hải Đông Thanh hưng phấn kêu lên, khiến cho Tiểu Kỳ Lân còn đang yên giấc vàng kia bừng tỉnh. Tiểu Kỳ Lân khó khăn nhấc mông lên dùng hai móng xoa xoa ánh mắt. Âu Dương Vũ vừa thấy bộ dáng béo tròn của Tiểu Kỳ Lân, trong lòng không khỏi thầm thán, xem ra hai vị này ở đây chẳng những không thiếu thốn gì mà còn sống rất dễ chịu nha. Tiểu Kỳ Lân thấy Âu Dương Vũ đến liền lập tức vui vẻ chạy nhanh đến. Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dáng béo tròn của hắn, chút nhớ nhung trong lòng liền ngay lập tức tan biến. Cũng không đành lòng gây tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Kỳ Lân liền bị Tiểu Kỳ Lân bổ nhào vào người. Tiểu Kỳ Lân hưng phấn nói, chủ nhân, đã lâu không gặp. Người có nhớ đến Tiểu Kỳ Lân không? Nhìn xem, ta nhớ người đến quên ăn quên ngủ à. Âu Dương Vũ tuy nghe xong câu này của Tiểu Kỳ Lân đầu liền đầy hắc tuyến, nào có loại nói dối trắng trợn như ngươi không? Nhưng bất giác cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trong lòng liền âm thầm nghĩ. Nếu như mình cũng có một đứa con nho nhỏ. Mềm mỏng nhẹ nhàng gọi nàng là mẹ thì sẽ đáng yêu như thế nào a? Ngay khi Âu Dương Vũ từ trong không gian đi ra thì phát hiện bên phía gian phòng ngủ phía đông đều tối mờ không có ánh đèn. Ngược lại thư phòng bên cạnh lại vẫn còn sáng. Thật là, mặc dù đi ra ngoài tận hưởng nghỉ ngơi thế này, Dạ Trọng Hoa vẫn không thể thoát khỏi việc quốc sự. Đi đâu cũng mang theo công việc đến giải quyết. Âu Dương Vũ đứng phía xa thấy hắn thật sự bận việc công vụ, liền xoay người đi vào phòng bếp. Ồ, hôm nay Vương Phi lại có lòng tốt làm thức ăn khuya cho bổn vương. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy Âu Dương Vũ đứng trước mắt mình. Không khỏi trêu ghẹo nói bổn vương cảm thấy hôm nay Vương Phi có gì đó rất lạ, chẳng lẽ thật sự đã làm chuyện gì có lỗi với bổn vương sao? Âu Dương Vũ hận không thể ném thứ gì đó vào gương mặt đắc ý của hắn, bất đắc dĩ nàng thấy hắn vất vả liền giúp hắn nấu chút gì tầm bổ thế mà hắn còn dám bêu xấu trêu chọc nàng. Dạ Trọng Hoa cảm thấy việc trêu đùa Âu Dương Vũ rất vui vẻ, liền vươn tay tiếp nhận chung trà, vừa mở ra ngửi được hương vị kia liền có chút kinh ngạc trà sâm. Sao lại làm cho ta thứ này? Là muốn giúp chàng tẩm bổ thân mình, chàng dạo này rất vất vả à, Âu Dương Vũ làm như lơ đãng đáp. Dạ Trọng Hoa trong lòng có chút ấm áp, nâng bát lên uống một ngụm, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên cười tà mị nhìn Âu Dương Vũ, nói. Vậy ý của Vũ Nhi có phải cảm thấy sức lực bổn vương không đủ? Đã tốt rồi giờ tẩm bổ thêm bộ có gì là sai sao? Nếu như Vũ Nhi đã tự tay làm, bổn vương nhất định sẽ uống hết rồi. Dạ Trọng Hoa cầm bát trà sâm trong tay uống một hơi hết sạch. Sau đó mắt thấy hắn cũng đã uống hết liền nhân tiện nói. Chàng cứ tiếp tục làm xong việc đi ta đi về phòng nghỉ trước. Lời còn chưa nói xong thì cánh tay bị Dạ Trọng Hoa kéo qua, đặt nàng ngồi trên bàn sau đó nhanh chóng ôm chặt nàng vào trong ngực cúi đầu vươn tay nhẹ vuốt ve mái tóc nàng. Vũ Nhi ở lại đây chứng thực chuyện này một chút xem bát trà sâm bổn vương vừa uống hết có tác dụng hay không. Âu Dương Vũ à một tiếng, hai tay đặt ở trước ngực hắn có chút không tự nhiên nói, sâm ngàn năm đó, đương nhiên là rất hiệu quả rồi. Thảo nào bây giờ bổn vương cảm thấy toàn thân nóng lên. Dạ Trọng Hoa cố ý nói, gật cù nhìn vào khuôn mặt Âu Dương Vũ bằng ánh mắt vô tội, mắt thấy đôi môi đỏ mọng loáng bóng của nàng. Trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Rốt cuộc cầm cự không được, một tay ôm chặt lấy Âu Dương Vũ theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị hắn trói vào lòng nhanh hơn, Dạ Trọng Hoa thanh âm trầm thấp tà mị, nói, không được trốn. Lần này bổn vương không cho phép nàng trốn tránh. Âu Dương Vũ theo bản năng muốn né khỏi sự thân mật của hắn lúc này, không kịp né thì mắt đã thấy Dạ Trọng Hoa đứng thẳng người, cánh tay duỗi ra nắm nhẹ cầm nàng nhấc lên. Cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi nàng.
Hắn hôn nàng thật sâu vừa ôn nhu lại có chút lưu luyến, từng bước dẫn dắt nàng vào sự chân thành cùng mê hoặc của hắn, sau đó dùng đầu lưỡi mở hàm răng nàng. Âu Dương Vũ cảm thấy toàn bộ thân mình đều sụi lơ, mềm ngoặc như nhúm bông vô lực, tay chỉ theo bản năng vươn lên quàng lấy cổ hắn. Âu Dương Vũ thở dốc, chẳng còn công việc chưa? Âu Dương Vũ, lúc trước nàng thông minh bao nhiêu thì tại sao mỗi lần đối mặt với chuyện này đều trở nên ngốc nghếch như vậy? Dạ Trọng Hoa có chút bất lực, chỉ tiếc rằng sắt rèn không thành thép nói, chắn hắn áp sát vào trán nàng, đôi môi đặt hờ trên môi nàng, lẩm bẩm dụ hoặc nói ta muốn nàng sinh con cho ta. Con của hai chúng ta. Từng đầu ngón tay của hắn lướt nhẹ thâm nhập vào trong vạt áo nàng, hắn hôn lên gương mặt nàng, cằm nàng, cổ nàng từng chút một âu yếm tinh tế. Âu Dương Vũ đầu óc choáng váng, dần dần dâng lên một màn sương mờ. Đầy mê hoặc lại có chút mông lung, cảm thấy bản thân mình cũng có chút phối hợp với hắn, mặc hắn muốn làm gì làm, hắn dịu dàng như thế, bá đạo như thế, khiến nàng có muốn trốn cũng trốn không thoát. Rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì thoảng thốt nói, không cần ở trong này. Trên gương mặt anh tuấn của hắn tràn ngập sự dịu dàng, nghe được âm thanh êm nhẹ mềm mại của nàng, Dạ Trọng Hoa biết rằng nàng cũng đã dần thỏa hiệp chấp nhận hắn, hắn khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp lộ rõ sự dụ hoặc, nụ cười tà mị tràn ngập nơi khóe môi, sẽ không ai đến, nếu có ta sẽ. Dạ Trọng Hoa chưa kịp dứt lời, thì có một đạo âm thanh ngạc nhiên vui vẻ vang lên, tỷ tỷ em vừa mới bắt được một con châu chấu. Thân ảnh của một thằng nhóc với chiếc áo ngủ giản đơn nho nhỏ từ bên ngoài chạy vào. Âu Dương Vũ mặt đỏ như gấc, trong nháy mắt liền dùng tay kéo y phục của mình lại cho chỉnh tề, nàng có chút bối rối cũng có chút nghi hoặc, thằng nhóc này không phải là đã ngủ rồi sao? Dạ Trọng Hoa mặt lạnh tanh vươn tay ôm lấy Âu Dương Vũ để mặt nàng vùi sát vào lồng ngực mình. Giữ vững nhịp thở, đôi mắt tối sầm lại, giờ phút này hắn đáng sợ lãnh khốc giống như tu la địa ngục nhìn thẳng vào thằng oát con đã phá hỏng mọi chuyện tốt của hắn. Thằng oát con chết thiệt, bổn vương thật muốn phanh thây ngươi. Tiểu nặc ngây thơ nào có biết bầu không khí xung quanh mình tràn ngập hương vị ái muội của đôi nam nữ nào đó, cũng nào biết mình vừa nháo loạn chuyện tốt của hai vị đó. Nhìn Âu Dương Vũ bị Dạ Trọng Hoa ôm, chớp chớp mắt hỏi, thì tỷ tỷ mất hứng sao, em cũng có thể an ủi tỷ a. Âu Dương Vũ cảm thấy gân xanh của Dạ Trọng Hoa cũng gần như bạo phát lên, cả người toàn là sát khí tỏa ra lạnh lẽo đến đáng sợ. Lại nhớ đến chuyện vừa rồi, trong lòng xấu hổ vô cùng, liền chậm rãi rời khỏi cái ôm ấm áp của Dạ Trọng Hoa, đỏ mặt đi về phía tiểu nặc. Vũ Nhi, Dạ Trọng Hoa thấy Vũ Nhi muốn dẫn tiểu nặc rời đi, tâm trạng lúc này của hắn không khác gì như dây đàn đang lên đoạn cao trào thì đứt, nàng vì sao lại muốn trốn tránh. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được nàng có phối hợp với hắn, không bài xích thân mật với hắn. Thế nhưng vì sao nàng lại vẫn chưa đủ tin tưởng vào tình cảm của hắn dành cho nàng? Chờ đợi, hắn có thể chờ. Hắn tin rằng bản thân hắn có thể khiến nàng nhận ra hắn là một phần quan trọng trong lòng nàng, nhưng vì sao lúc này? Giờ phút này hắn cứ ngỡ như sẽ đánh mất nàng nếu như nàng rời khỏi đây, liền không khỏi kêu Âu Dương Vũ một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, mất kiên nhẫn đến khó chịu. Âu Dương Vũ cước bộ dừng lại, hơi quay đầu nhìn thấy Dạ Trọng Hoa với con ngươi tối sầm lại đến đáng sợ, đôi mắt đó có chút ngờ vực, có chút lo lắng, có chút thất vọng. Là thất vọng về nàng sao? Hai tiếng gọi trầm trầm mạnh mẽ của hắn vang lên lúc trầm lúc bổng khiến nàng cảm thấy có chút hỗn loạn. Âu Dương Vũ nhớ tới một màn vừa rồi. Nàng quả thực không bài xích hắn, nhưng nàng có chút chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh lúng túng này, có nên Dạ Trọng Hoa, chàng có thể cho ta thêm thời gian được không? Ta tin chàng có thể hiểu trái tim rối bời lúc này của nàng, nghĩ vậy liền vội vàng xoay người rời đi. Dạ Trọng Hoa lẳng lặng lạnh lùng ngồi yên ghế, đã thấy Âu Dương Vũ dắt tay tiểu nặc đi, không có ý quay đầu lại, sau đó còn nhỏ giọng nói, đêm nay ta sẽ ngủ cùng với tiểu nặc. Vũ Nhi, nàng, giống như một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ ập xuống người hắn, dập tắt đi ham muốn dục vọng khi nãy của hắn. Dạ Trọng Hoa hận lúc này không thể phi thân đến giữ chặt cánh tay nàng, yêu cầu nàng cho hắn một lời giải thích. Âu Dương Vũ kéo tiểu nặc bước nhanh ra ngoài, trong miệng giải thích vì phải ngủ nơi xa lạ nên ta sợ tiểu nặc không quen giường. Dạ Trọng Hoa còn chưa kịp lên tiếng thì đã không thấy hai người bọn họ đâu cả. Dạ Trọng Hoa trong nháy mắt, sắc mặt trầm xuống, đen như đáy nồi, đêm động phòng hắn đã dung túng bỏ qua cho nàng, nhưng không ngờ lần đầu tiên hắn lại tính toán sai sót như vậy. Cứ nhiên lại mang theo thằng nhóc làm kỳ đà càn mũi kia. Âu Dương Vũ trở về phòng nằm trên giường dỗ tiểu nặc đi vào giấc ngủ, trong người rõ ràng cảm thấy mệt chết đi, nhưng vẫn không thể chợp mắt nổi. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên khung cảnh kiều diễm đầy mê hoặc lúc nãy, từng nụ hôn như lửa nóng của hắn, từng ngón tay ấm áp nóng bỏng của hắn, những lời nói mềm nhẹ ôn nhu. Đầy quyến rũ dụ hoặc không ngừng vang lên bên tai nàng.
Âu Dương Vũ thật cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không thôi. Hết hạn 3 tháng ước định của hai người bọn họ, nàng nào có quên nhưng hắn không hề đề cập với nàng, nàng thế nhưng cũng lại không muốn cùng hắn nói chuyện này. Bây giờ nàng thực sự không rõ trái tim mình đang thực sự muốn gì, trong lòng nàng đang nghĩ gì. Có chút luyến tiếc không nỡ rời xa hắn. Ở bên cạnh hắn, nàng biết nàng phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện phiền toái. Nhưng tại sao nàng vẫn cứ muốn được ngày ngày thấy gương mặt điên đảo chúng sinh kia, mỗi ngày cùng hắn trải qua một cuộc sống vợ chồng giản đơn hạnh phúc. Đang nghĩ ngợi mông lung thì đầu giường đột nhiên hiện lên một cái bóng đen. Âu Dương Vũ nhịn không được bị cái bóng đen này làm cho hoảng sợ. Chẳng qua vì cái bóng đen này trên người vẫn tản ra một mùi hương hoa quỳnh quen thuộc nên nàng mới nhận biết được chủ nhân của cái. Bóng đó chả phải là cái người đàn ông nàng vừa mới nhung nhớ trong đầu sao Dạ Trọng Hoa. Rõ ràng ở trong phòng tối như vậy nhưng nàng lại có thể cảm nhận được ánh mắt đen sẫm đầy lạnh lùng đến đáng sợ của hắn, có chút hờn giận, ai oán bất đắc dĩ. Hắn vẫn lặng lẽ đứng yên đó, dường như đang nhìn nàng phán xét tội lỗi của nàng. Âu Dương Vũ ra đầu có chút run lên, liền không khỏi nhỏ giọng hỏi, chàng đến đây làm gì vậy? Dạ Trọng Hoa hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng bên giường. Đẩy Âu Dương Vũ vào một chút giọng thản nhiên ung dung nói, ngủ không được, không quen giường. Âu Dương Vũ nhịn không được nói thầm một câu, chàng nói là thật sao? Thật sự không quen giường à? Chàng nếu như không quen giường thì những lúc chàng hành quân kia thì chàng ngủ ở đâu hả? Chẳng lẽ sẽ không ngủ sao? Ngủ, hắn có chút nhíu mày cúi đầu nhìn nàng, âm thanh có phần tức giận, bá đạo tuyên cáo, độc đoán ngang ngược. Âu Dương Vũ a một tiếng, cũng không muốn chấp nhặt lời nói dối trắng trợn của hắn. Hắn quay đầu nhìn tiểu nặc đang ngoan ngoãn sung sướng ăn giấc phía bên trong kia liền nhẹ nhàng đứng dậy, bế hắn vào sâu bên trong giường, còn mình thì ở giữa nàng và tiểu tử đó. Tìm tư thế nằm thoải mái, hắn mới hài lòng một chút vươn tay ôm nàng vào lòng mình vỗ nhẹ lưng nàng. Dạ Trọng Hoa kìm lòng không được, hắn lại siết lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Cảm giác mềm mại trong lòng khiến hắn thật hận không thể đem nàng hòa vào trong thân thể mình. Âu Dương Vũ nhịn không được chụp lấy tay hắn, đừng núp nhích chàng ngủ đi. Tàu tử, mau dậy đi. Đêm nay đối với Dạ Trọng Hoa mà nói thật sự khiến hắn tức giận đến nói không nên lời. Bị Vũ Nhi từ chối giờ lại thêm một kẻ ăn không ngồi dỗi đến phá giấc ngủ vàng của bọn họ. Âu Dương Vũ mơ mơ màng màng nghe được âm thanh ai đó gọi nàng liền có chút chau mày định gạt tay Dạ Trọng Hoa ra khỏi người mình thì nghe được âm thanh lãnh băng có chút giận dữ nói, để ta. Dạ Trọng Hoa vẻ mặt âm trầm bước ra thiếu chút nữa là vung chân đạp phăng tên Vân Thương này ra khỏi phòng càng xa càng tốt. Vân Thương cảm giác được cơn thịnh nộ được báo trước trên gương mặt tối sầm lại kia của Dạ Trọng Hoa, liền ngượng ngùng nói, Dạ Nhị, ngươi mau gọi nha đầu dậy đi, Mộ Dung hắn. Mộ Dung thì có liên quan gì đến Vũ Nhi? Dạ Trọng Hoa kiên nhẫn vô tâm buông một câu. Vân Thương vội vàng, lo lắng nói, ai ra, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là tướng nhi bị bệnh. Mộ Dung là kẻ vô dụng sao, bệnh của con trai hắn cũng không chữa được. Dạ Trọng Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Vân Thương cực kỳ ảo não, nói, hai vợ chồng Mộ Dung bọn họ lại tiếp tục ầm ĩ lên. Ta thấy chỉ có nha đầu mới có thể khuyên giải được một chút thôi. Khi Dạ Trọng Hoa vẫn còn muốn đuổi tên Vân Thương này thì đã thấy Âu Dương Vũ ăn mặc chỉnh tề. Khuôn mặt thanh tỉnh đứng phía sau Dạ Trọng Hoa. Trên giường tiểu nặc còn đang ngủ say, vừa rồi hai người nói chuyện Âu Dương Vũ đều đã nghe được liền lo lắng nói, đi thôi. Bệnh tình của tướng Nhi không nên kéo dài thời gian. Dạ Trọng Hoa tuy có chút không cam lòng nhưng nể tình Mộ Dung cùng hắn từ nhỏ đã là bằng hữu tốt với cả việc dạo gần đây tâm tình của hắn bất định. Hay gây gỗ cãi nhau với vợ hắn cho nên coi như Mộ Dung hắn cùng tên Vân Thương này nợ hắn một món nợ lớn. Hắn phải khiến cho hai tên đó trả giá cho những việc ngu xuẩn mà mình đã làm đêm nay. Liền nhếch mép cười gian xảo với tên Vân Thương sau đó kéo Âu Dương Vũ bước nhanh đến phòng của Vương Nhược Hy. Vân Thương vừa nhìn thấy nụ cười đó liền biết chắc hắn cùng với tên Mộ Dung phải gánh hậu quả đáng sợ đến đâu, trong lòng không ngừng run lên. Dạo trước chỉ vì đến nháo loạn nhờ hắn cho ở vài hôm trong phủ nhằm trốn lão ba chết tiệt kia suốt ngày không ngừng bảo hắn phải đi kiếm vợ rồi sinh cháu chắt cho ông ấy. Và rồi hậu quả của việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn chính là một tháng giải quyết cho hắn hết toàn bộ tất cả mớ công việc trị dân nơi địa phương. Còn hắn thì mỗi ngày nhàn hạ, lấy đọc sách làm thú vui, chơi cờ làm trò để giải khuây. Chọc giận tên Dạ Trọng Hoa này thảo uống thuốc độc tự tử còn hơn a tên Mộ Dung chết tiệt. Ba người vội vàng đi tới thì đã thấy Mộ Dung Vân Thù đang đứng một bên, sắc mặt âm trầm. Vương Nhược Hy ngồi bên giường ôm con trai mình, nước mắt ngắn dài.
Sắc mặt của nàng cực lạnh, lời nói cũng tràn ngập hận ý, Mộ Dung Vân Thù. Ta thật sự ghê tởm đến vậy sao, ngay cả phòng của ta mà ngươi cũng không muốn bước vào. Tướng Nhi không thoải mái, ta phân phó cho nha hoàn gọi ngươi đến đây đã hơn nửa canh giờ. Tại sao đến bây giờ ngươi mới tới? Ngươi có phải muốn Tướng Nhi chết mới vừa lòng phải không? Mộ Dung Vân Thù đứng một bên trầm mặc không nói gì, hắn bày ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét Vương Nhược Hy, chỉ đưa mắt nhìn Mộ Dung tướng bằng ánh mắt long lắng ảo não. Chợt lại nghe Vương Nhược Hy lên tiếng chào phúng nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn gửi gắm hy vọng gì vào cái tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm qua sao? Vương Nhược Hy, ta hôm nay tuyên bố cho ngươi biết. Mặc dù Mộ Dung Vân Thù ngươi có còn chút tâm tư với cái loại tình cảm vợ chồng này thì ta cũng chỉ cảm thấy ghê tởm. Mộ Dung Vân Thù, nếu như ngươi còn nghĩ đến cái người đàn bà ác độc phá chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác kia thì ngươi đi theo cô ta luôn đi. Ngươi cút đi, cút mau đi, Vương Nhược Hy không còn lý trí, cực kỳ thương tâm, gào thét đến khăn cả họng. Được lắm, Vương Nhược Hy, vậy cô đưa Tướng Nhi cho ta sẽ xem. Mộ Dung Vân Thù tức giận quát một tiếng, tiến lên từng bước, muốn giật lấy Mộ Dung tướng từ tay Vương Nhược Hy. Vương Nhược Hy cũng ôm chặt lấy Mộ Dung tướng không buông, trong miệng tiếp tục nói, ngươi không cần phải làm thế. Nếu như không muốn nhìn thấy hai mẹ con ta nữa thì hai người bọn ta sẽ đi thật xa, đi đến một nơi không có ngươi. Đời này ngươi đừng hòng có cơ hội được chạm vào Tướng Nhi, ngươi đừng hòng. Ta không tin trên thế gian này không có mà không thể cứu được Tướng Nhi. Vương Nhược Hy hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc phẫn hận cùng đau đớn của mình, không có để ý đến Mộ Dung tướng bất an nằm trong lòng nàng, hô hấp mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đỏ hừng hực. Mày túc nhăn lại có vẻ như cực kỳ khó xử. Hai người vẫn không ai chịu nhường ai. Ai cũng có lòng tự cao riêng của mình, cứ như thế này sẽ lại liên lụy đến đứa nhỏ vô tội kia mất. Âu Dương Vũ không ngừng lo lắng cho tình trạng của thằng bé liền lạnh lùng nói. Này, hai người làm cha làm mẹ như thế mà coi được sao? Thằng bé đã bệnh như vậy, hai người còn muốn ở đây tranh cãi ầm ĩ. Vương Nhược Hy bị Âu Dương quát một tiếng mới phục hồi tinh thần, mắt không ngừng nhìn Mộ Dung tướng trong lòng mình, có chút rối bời, ta. Để muội xem sao, Âu Dương Vũ lập tức tiến lên. Kéo cánh tay của Tướng Nhi trong lòng Vương Nhược Hy cẩn thận xem xét mạch tượng. Vương Nhược Hy lúc này tim đều có thắt đến cực đại, nàng đã sớm nghe nói tài nghệ y thuật của Âu Dương Vũ nên cũng tin tưởng phần nào vào nàng. Mộ Dung Vân Thù đương nhiên là cực kỳ đặt niềm tin vào Âu Dương Vũ, thần sắc lo lắng nhìn Mộ Dung tướng lên tiếng hỏi han, Tướng Nhi, con trai ta có sao không? Vốn là thần sắc lạnh nhạt, Âu Dương Vũ mày không khỏi dần dần nhíu lại, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhược Hy, lên tiếng hỏi, Tướng Nhi vẫn hay thường xuyên phát sốt như vậy. Vương Nhược Hy trong mắt có chút kinh ngạc vội vàng nói, đúng thế, vài năm trước Tướng Nhi đã bắt đầu liên tục phát sốt một tháng hai lần ở tại nhiều thời gian khác nhau. Nếu như nghiêm trọng hơn thì có thể một tháng năm lần. Âu Dương Vũ trong lòng đã có thể xác định được căn bệnh mà Tướng Nhi mắc phải, chỉ tùy ý hỏi, cơ thể Tướng Nhi rất suy nhược, đúng không? Vương Nhược Hy đột nhiên nhớ tới việc nhiều năm trước bản thân mình đã rất vất vả nuôi dưỡng Mộ Dung tướng. Có đôi khi thậm chí là nửa đêm vì thấy con trai mình không ngừng sốt cao, đau đớn kia, nàng nhiều lần cứ ngỡ là đã mất đi nó. Nhiều lần đau lòng chua xót như vậy khiến nàng nhịn không được vươn tay lau đi nước mắt, gật gật đầu. Mà một bên Mộ Dung Vân Thù lúc này cũng không thể tin vào mắt mình, hắn vì không thường xuyên ở nhà cho nên số lần thăm con rất ít, cũng không để ý đến bệnh trạng của nó. Âu Dương Vũ hít sâu một hơi, tận lực dùng bình thản ngữ khí nói, Tướng Nhi trúng độc đã được một thời gian dài. Lượng độc tuy không hấp thụ nhiều vào trong cơ thể nhưng một khi đã đi vào máu thì sẽ rất khó phát hiện ra. Cứ như vậy cho đến khi độc tố dần dần tích tụ vào trong máu sẽ tấn công đến hệ miễn dịch. Đó chính là lý do tại sao cơ thể Tướng Nhi lại suy nhược, sức đề kháng yếu như vậy. P.S. Thực sự ta cũng rất buồn vì không được mỗi ngày cũng được nghe chị em than vãn, đòi chém đòi giết, và gần đây là đòi nợ nữa, ta thấy khoảng thời gian đó thật vui à. Thỉnh thoảng lại đọc mấy cái bình luận hăm dọa của vài nàng, ngồi cười như con bệnh để rồi sau đó bị con bạn chửi mắc bệnh tự kỷ ai. Ta hy vọng mặc dù thời gian đọc truyện của các nàng dần dần bị hạn chế, nhưng vẫn phải luôn ủng hộ ta nha, không ta nản ta dẹp hết luôn bây giờ a, lườm. Chương 144, hóa giải hiểu lầm. Âm thanh thản nhiên không nhanh không chậm vang lên từ miệng Âu Dương Vũ khiến cho những người xung quanh nghe xong trong lòng đều lo sợ không thôi. Là ai lại có thể ác độc như vậy? Đối với một đứa con nít còn chưa trưởng thành lại có thể ra tay hạ độc.
Mộ Dung Vân Thù sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người run rẩy, chân đứng không vững, dường như muốn ngã xuống, trong miệng thì thào, làm sao có thể. Vương Nhược Hy sau khi sửng sốt một hồi liền vội vàng cầm lấy cánh tay Âu Dương Vũ, trong mắt lộ vẻ lo lắng, vậy tướng nhi của ta vẫn còn có thể cứu sống được chứ? Âu Dương Vũ nhìn Vương Nhược Hy, ôn nhu an ủi nói, tỷ yên tâm đi, độc dược này rất may chỉ khống chế một vài chức năng đề kháng của cơ thể. Vẫn còn chưa nguy hiểm đến tính mạng, có điều dù sao tướng nhi cũng chỉ là một đứa bé, cơ thể lại suy nhược yếu ớt, cho nên không thể dùng thuốc có dược tính mạnh được, chỉ có thể từ từ trị liệu. Bệnh có thể hoàn toàn chữa khỏi nếu như cần chút thời gian. Vương Nhược Hy nghe vậy liền thở phào nhẹ nhàng. Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Mộ Dung tướng liền nhẹ vươn tay sờ chán hắn, vừa sờ vào thì cảm thấy tay mình bỏng rát lạ thường, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, nói. Tướng nhi bây giờ sốt sất cả người đều nóng hừng hực, phải nhanh dùng thuốc hạ sốt mới được. Nhiệt độ cơ thể bất thường nóng lên là một chuyện không hề tốt đẹp gì. Bây giờ tình hình cấp bách. Trước chỉ có thể tiêm kim tiêm hạ sốt cho hắn, sau đó ngày mai mới bắt đầu dùng thuốc chữa trị. Âu Dương Vũ ý bảo Vương Nhược Hy đem Mộ Dung tướng đặt trên giường. Lập tức từ trong người lấy ra một bao ống kim tiêm loại nhỏ, một vài bao đựng bột trắng, còn có mấy chai dung dịch trong suốt. Âu Dương Vũ đem dung dịch hòa vào cùng với bột trắng đó, dùng sức lắc lắc, sau đó cho hỗn hợp đó hút hết vào ống kim tiêm, tiêm vào mông của tướng nhi có tác dụng tiêu độc rất hiệu quả. Toàn bộ động tác đều linh hoạt dứt khoát, cực kỳ thành thạo. Vương Nhược Hy nhìn thấy vậy trong lòng có chút đau thay tướng nhi, chỉ trơ mắt nhìn một loạt kỹ thuật của Âu Dương Vũ. Khi đã tiêm xong, Âu Dương Vũ mới nhẹ nhàng rút ống tiêm ra. Vứt bỏ ống tiêm đi, sau đó lấy chút bông ẩm đặt lên vị trí vừa mới tiêm. Âu Dương Vũ nhìn Vương Nhược Hy nhẹ giọng cười nói, đợi lát nữa cho tướng nhi uống chút nước thì tình trạng của nó cũng không còn đáng lo ngại nữa. Cảm ơn muội, Vũ Nhi. Vương Nhược Hy nắm nhẹ lấy tay Âu Dương Vũ liên tục nói lời cảm ơn. Còn nói đến người cha vô tâm Mộ Dung Vân Thù kia vẫn còn có chút ngốc lăng, nhìn Âu Dương Vũ có chút nghi hoặc thắc mắc hỏi, tướng nhi, con trai ta thật sự trúng độc sao? Vương Nhược Hy lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vân Thù, đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn bao che cho con đàn bà đó sao? Ngay cả giờ phút này đây, sự thật phơi bày ra trước mắt thế này mà ngươi vẫn còn không tin chính ả ta đã là người hạ độc hại chết con trai ta hay sao? Mộ Dung Vân Thù sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, trong miệng thều thào, làm sao có thể, làm sao có thể. Hắn lúc này dường như hoàn toàn không tin vào mắt mình, chỉ hướng về phía Âu Dương Vũ, thấy nàng gật đầu, thần sắc càng trở nên tối sẫm ảm đạm, cả người gần như muốn đổ rạp xuống lảo đảo đi ra ngoài. Trong đầu hắn vẫn không ngừng hiện lên viễn cảnh ngày hôm đó. Ngày mà nàng chết, trong miệng của nàng không ngừng phun ra chỉ toàn máu với máu, mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, nàng cầm lấy tay của hắn, âm thanh vội vàng thanh minh nói, Vân Thù, muội vô tội. Thật sự là muội vô tội, muội chưa từng có làm chuyện gì có lỗi với con trai huynh cả. Vân Thù, là Vương Nhược Hy, nàng hại muội, là nàng hại chết muội. Vân Thù, huynh phải báo thù thay muội, Vân Thù. Lúc đó, đúng vậy, lúc đó nhìn thấy người mà hắn yêu thương Vương Nhược Hy cầm trường kiếm không chút do dự đâm thẳng vào trong ngực nàng ấy. Sắc mặt không có chút dịu dàng, chỉ còn hận thù cùng hung ác chi phối khiến hắn căn bản thực sự là không tin một cô gái ôn nhu hiền lành như nàng ấy lại hạ độc. Với lý do thoái thác tội lỗi của Vương Nhược Hy, hắn thực sự không tin, không muốn tin, con trai hắn rõ ràng nào có dấu hiệu có việc trúng độc. Nhưng là thật sao, là cô ta thật sự hạ độc tướng nhi sao? Vậy hắn, nhiều năm qua cuộc sống của hắn đã làm gì thế này? Vì một loại phụ nữ bên ngoài chỉ quen biết vài ngày. Mà hắn đã hủy đi hạnh phúc gia đình, mất đi thứ quý giá nhất của một đôi vợ chồng cần có, là sự tin tưởng và chân thành, còn đối với con trai hắn. Hắn làm dám đứng trước mặt nó mà nghe nó gọi một tiếng cha đâu. Một người cha tồi như hắn, đáng sao? Mộ Dung Vân Thù lảo đảo đi ra khỏi cửa, đờ đẫn như một bóng ma vô vọng đi ra ngoài, Vân Thương có chút lo lắng, liền theo sát hắn. Dạ Trọng Hoa thấy Vương Nhược Hy ôm lấy Âu Dương Vũ khóc òa lên, cũng khẽ đưa mắt ra hiệu cho Âu Dương Vũ ở lại an ủi nàng, còn hắn cũng không muốn nán lại lâu liền rời đi. Sau khi đã thấy Mộ Dung tướng sốt đã thuyên giảm, sắc mặt cũng dần dần bình phục bình thường trở lại. Vương Nhược Hy ngồi bên cạnh giường tướng nhi, cô đơn níu chặt lấy tấm áo choàng mỏng bên ngoài. Không ngừng gạt đi giọt lệ mãi lăn trên gò má. Âu Dương Vũ giúp Mộ Dung tướng đắp chăn cẩn thận, đặt tay mình lên trán hắn, sắc mặt của thằng bé xem ra cũng đã có chút tiến triển, tâm trạng cũng dần dần thư thái hẳn. Quay người lại thấy khuôn mặt đau khổ của Vương Nhược Hy liền chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh nàng.
Đối với Âu Dương Vũ mà nói, ngay từ lần đầu gặp Vương Nhược Hy thì nàng vô cùng thích cá tính của cô nàng này, một người phụ nữ thoát tục lạnh lùng. Không quen với việc bị trói buộc hay bị người khác sắp đặt. Âu Dương Vũ lặng lẽ vươn tay nắm nhẹ tay Vương Nhược Hy vỗ vỗ trấn an, Vương Nhược Hy cảm nhận được cái nắm tay ấm áp từ Âu Dương Vũ, trong lòng không khỏi cảm động cảm tạ, nói, Vũ Nhi. Nếu như không có muội, có lẽ cả đời này ra sẽ không bao giờ biết tướng Nhi thật sự đã bị trúng độc. Bây giờ ta không biết phải làm cách gì để cảm ơn muội. Muội có biết một người mẹ như ta đã phải trải qua bao nhiêu tháng năm đau khổ không, đêm nào ta ngủ ngon giấc. Không bữa ăn nào ta được ăn ngon, chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của tướng Nhi. Âu Dương Vũ thản nhiên cười, nói tỷ không cần phải làm gì cả, tướng Nhi vốn là một thằng bé cho phúc khí tốt mà. Ánh mắt Âu Dương Vũ đột nhiên thoáng nhìn bắt gặp được bóng dáng ai đó với góc áo trắng ẩn ẩn hiện hiện ngoài cửa kia. Âu Dương Vũ khóe môi cong lên ý mỉm cười, rồi bày ra vẻ mặt bất ngờ nhớ đến chuyện gì nói, nhưng có một chuyện ta không hiểu, y thuật của Mộ Dung cao như vậy, tại sao nhiều năm trôi qua hắn lại không? Chấm chấm. Vương Nhược Hy vẻ mặt có chút cô đơn, vừa nghe đến hai chữ Mộ Dung thì khuôn mặt ngay lập tức biến sắc oán hận nói, từ khi ả đàn bà đó chết đi. Hàng năm đều sống lang thang ở bên ngoài không trở về nhà. Muội nói xem, hắn thân là một thần y, mà lại không thể chữa trị được bệnh cho con trai mình. Hắn còn nói ta là một người mẹ nhẫn tâm, cho nên báo ứng mới đổ hết lên người con cái mình. Âu Dương Vũ im lặng lắng nghe, làm ra vẻ có chút tò mò hỏi, vậy người phụ nữ đó rốt cuộc là ai, có thể khiến cho Mộ Dung si mê như vậy? Vương Nhược Hy nước mắt không ngưng được, nhẹ nhàng lau khi giọt lệ chỉ trực trào nơi khóe mắt. Từ khi nàng cứu sống được tướng Nhi, nàng đã xem Âu Dương Vũ như tỉ muội trong nhà, nhớ đến hạng đàn bà khi xưa kia trong lòng không có cảm giác gì ngoài hai chữ oán độc. Nhiều như vậy nàng cũng không biết tìm ai đủ tin tưởng, chân thành để tâm sự. Hôm nay mới bộc lộ hết ra, đó là một cô gái điềm đạm, thanh lịch lại ngoan ngoãn đến mức không ai có thể nghi ngờ. Mộ Dung sau khi cứu sống nàng mang cô ta trở về thì thoải mái ngay lập tức liền xưng với ta là tỉ muội, ta thấy bộ dạng đáng yêu dễ thương của cô ấy cũng không ghét bỏ gì. Thậm chí còn thiệt tình coi cô ấy là người một nhà. Nhưng bụng dạ đàn bà khó ai mà biết trước được, một thời gian sau cô ta liền dần dần lộ ra bản chất thật sự của mình. Cô ta bắt đầu hành xử không giống như lúc trước, luôn ở trước mặt Mộ Dung bày tỏ tình cảm mến mộ của mình. Ta cùng với Mộ Dung tuy là thanh mai trúc mã, nhưng cảm tình cũng nào có sâu đậm quá lắm, ta nghĩ nếu như Mộ Dung hắn muốn nạp thê thiếp, dù giàu sang hay kẻ hèn kém, ta đều không có bất cứ ý kiến gì, chỉ cần bọn họ thích nhau. Đã nguyện hy sinh hạnh phúc, sự ích kỷ của mình đổi lấy niềm vui của hắn, thế nhưng... Nói xong trong mắt Vương Nhược Hy chỉ còn là căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, tướng Nhi vốn chỉ là đứa trẻ cho nên cực kỳ thích chơi đu dây. Cũng không ngờ có một lần ta bắt gặp được cảnh tượng cô ta dám vụng trộm cắt đứt dây đu cắt rớt tướng Nhi bàn đu dây dây thường. Còn có một lần cô ta thậm chí cố ý đưa tướng Nhi đến bờ sông, suýt nữa. Ta rất muốn nói hết tất cả chuyện này với Mộ Dung. Nhưng ta thật không ngờ tình cảm vợ chồng mười mấy năm qua lại không bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt vài ba câu của cô ta, Mộ Dung vì bị cô ta mê hoặc đến thần điên bát đảo. Chỉ cần cô ta nói cái gì thì tin tưởng cái đó, hắn căn bản không coi những lời nói của ta ra gì. Ta càng giải thích thanh minh với hắn, hắn càng lúc càng cảm thấy chán ghét ta nhiều hơn, nhưng những chuyện cô ta làm nào chỉ có như vậy, lần đó ta tận mắt nhìn thấy cô ta hạ độc vào trong thức ăn của bà vú. Cuối cùng ta không thể chịu nổi những việc làm ác độc của cô ta, liền một kiếm chấm dứt sinh mạng của cô ta. Sau đó tướng Nhi của ta liền bắt đầu sinh bệnh, ta lúc đó mới biết rằng thì ra con trai ta cũng đã sớm bị hạ độc. Ta biết vào khoảng khắc ta giết chết cô ta, mặc dù kiếp sau ta biết sẽ không được đầu thai làm người, nhưng ta khẳng định với muội rằng cho dù ta có nghiền nát cả xương cho cô ta, ta cũng không hối hận. Nhược Hy, toàn bộ chuyện tỷ nói đều là thật. Âu Dương Vũ hỏi. Vương Nhược Hy trên mặt kiên nghị, nói, nếu như sai nửa lời, ta thề sẽ không được chết tử tế. Âu Dương Vũ trên mặt mang có chút cười khó lường, nói, đã nghe hết rồi chứ. Vương Nhược Hy nghi hoặc nhìn Âu Dương Vũ, không rõ ý tứ của nàng, thì tai nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, ngẩng đầu lên thì đã thấy khuôn mặt tái nhợt của Mộ Dung, trên mặt chỉ còn là sự hối hận. Hắn chỉ đơn giản là muốn quay trở lại xem tình trạng của tướng Nhi thế nào, rồi chợt nghe được những lời bộc bạch vừa rồi của Vương Nhược Hy. Ra là ngay từ đầu hắn đã bị người phụ nữ đó dắt mũi, che mờ mắt mình hay sao? Vì người phụ nữ đó mà hắn bao năm qua trong lòng vẫn không ngừng oán hận Nhược Hy là một người phụ nữ ngoan độc. Nhược Hy tính tình lạnh lùng, cũng không bao giờ an ủi quan tâm hỏi han Nhược Hy một câu rằng nàng đã nuôi nấng tướng Nhi vất vả rồi.
Bây giờ nghĩ lại, hắn từ trước đến nay thân là một người đàn ông, là trụ cột trong gia đình. Là chỗ dựa của người phụ nữ vậy mà nhiều năm như vậy hắn đã vì Tướng Nhi làm được cái gì? Nhiều năm như vậy, hắn đã làm cho Nhược Hy có cảm giác hạnh phúc như một đôi vợ chồng bình thường bên đứa con nhỏ chưa? Hắn đã khi nào mang đến cho nàng một nụ cười chân thành giản dị khi nào chưa? Hắn là loại đàn ông hoang đường và ngu ngốc nhất thế gian. Mộ Dung mạnh mẽ đi thẳng đến chỗ Vương Nhược Hy, đến trước mặt nàng mới gian nan nói, Nhược Hy, đã nhiều năm trôi qua ta biết ta thật có lỗi với nàng rất nhiều, nàng. Có thể tha thứ cho ta được hay không? Vương Nhược Hy nghiêng mặt qua một bên, dường như không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của hắn một khắc nào nữa, cũng không muốn nghe bất cứ lời gì từ miệng hắn. Chỉ quật cường lau đi giọt nước mắt trên mặt mình. Loại đàn ông này, Vương Nhược Hy nàng yêu người đàn ông này đã hơn 10 năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn không những được bất cứ một sự tin tưởng gì từ hắn, cho nên, hắn căn bản không xứng với nàng. Mộ Dung thấy Vương Nhược Hy không chịu tha thứ cho mình, liền chậm rãi quỳ xuống. Nói gì thì nói dưới đầu gối người đàn ông nào cũng có hoàng kim, họ chỉ có thể quỳ xuống đất trời và cha mẹ. Nhưng Mộ Dung lại không chút suy nghĩ quỳ xuống, Nhược Hy, cho dù nàng tin cũng được, không tin cũng không sao, nhưng ta chưa bao giờ có nửa phần tình cảm nam nữ với cô ta. Lúc trước ta chỉ tức giận với nàng chỉ là vì... Mộ Dung Vân Thù, ngươi đừng nghĩ đến chuyện giải thích này nọ với ta, một câu ta cũng không muốn nghe. Vương Nhược Hy lạnh lạnh cười rộ lên. Lúc nhỏ là ta ngu ngốc, là ta khờ dại mới giao toàn bộ trái tim mình cho ngươi cho nên bây giờ mới trả giá thế này, ta cũng đã quá mệt mỏi rồi. Từ nay về sau Tướng Nhi sẽ đi theo ta với ngươi. Hai người chúng ta đã hoàn toàn hết hy vọng. Nhược Hy ta xin nàng. Âu Dương Vũ thở dài, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, mỗi người ai cũng mang trong mình mỗi duyên phận khác nhau, chỉ là hai vợ chồng này chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà trở thành kẻ địch với nhau. Cuối cùng tình cảm cũng không được sâu đậm. Chỉ nhạt nhòa như màn sương mờ ảo để rồi hai người bọn họ đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong quãng thời gian dài lâu. Chính là sự tin tưởng. Nàng biết tương lai của bọn họ còn rất dài đang chờ phía trước, hiểu lầm cũng đã được giải quyết. Còn việc tình cảm của bọn họ có vun đắp được hay không còn tùy vào sâu trong trái tim của họ. Âu Dương Vũ vừa ra khỏi cửa, thì thấy Dạ Trọng Hoa đứng ở ngoài phòng, ôn nhu nhìn nàng, mà đứng một bên là tên Vân Thương cười hì hì không thôi. Âu Dương Vũ đóng cửa phòng lại chậm rãi đi về phía hai người họ, Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn nàng, Vân Thương làm ra bộ mặt vui vẻ nặng nề vỗ vai Dạ Trọng Hoa nói, Dạ Nhi. Vì sao ngươi lại không cưới tiểu nha đầu này sớm một chút chứ? Ngươi xem vợ chồng Mộ Dung hắn lãng phí hơn 10 năm qua chỉ vì một chuyện hiểu lầm nhưng tất cả đều đã được hóa giải nhờ vị vương phi của ngươi à. Mộ Dung mới hoàn toàn tỉnh ngộ chuyện gia đình bọn họ cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi. Tuy rằng bây giờ Nhược Hy có chút ngoan cố để bụng chuyện xưa. Nhưng quay về với nhau là chuyện sớm hay muộn thôi. Dạ Trọng Hoa sắc mặt cũng có chút hài lòng, khẽ cười nhìn Vân Thương, dư thừa, Vũ Nhi của bổn vương đương nhiên là người vợ thông minh tuyệt vời nhất rồi. Nói xong, liền bày ra bộ mặt ái muội có chút trêu ghẹo nhìn Âu Dương Vũ, sau đó vươn tay nhéo má nàng thủ thỉ, ai nha, Vũ Nhi, nàng thật là giỏi. Âu Dương Vũ nhìn bộ mặt khoe khoang con nhà mình của Dạ Trọng Hoa kia cũng chỉ biết cười chứ không nói gì. Đúng vậy, nha đầu quả thực rất tài năng a. Vân Thương nhớ tới cái gì, vươn tay làm vài động tác hưng phấn nói, ai? Tẩu tử à, tẩu nói ta nghe xem tẩu học y ở chỗ nào mà cao minh vậy à? Loại bệnh nghiêm trọng cỡ nào cũng có thể chữa trị được. Âu Dương Vũ bị chọc cười, nhịn không được khẽ cười, đây là bí mật không nói cho ngươi. Dạ Trọng Hoa khẽ cười nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Vân Thương liền cười xấu xa nhìn hắn thản nhiên lên tiếng, Vân Thương, ta nghĩ dạo này ngươi rảnh rỗi quá rồi. Đêm khuya còn đến làm phiền hai người chúng ta, ở biên phòng còn khối việc cần ngươi giải quyết. Ta nghĩ đây đã làm hình phạt nhẹ nhàng nhất đối với ngươi rồi. Nói xong liền đạm mặc tiêu sái nắm lấy tay Âu Dương Vũ quay trở về. Để lại ai đó đứng ngây ngốc như phỗng vừa nghe tin thảm đánh bên tai. Dạ Trọng Hoa, là biên phòng đó, ngươi tính cô lập ta với thế giới kinh thành phồn hoa kia sao? Ta còn phải đi kiếm vợ cưới hỏi, ta còn bận bao nhiêu là việc ngươi thật là một kẻ vương giả tàn nhẫn à. Dạ Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ trở lại phòng, trên đường Dạ Trọng Hoa đột nhiên nhớ ra chuyện gì lên tiếng, Vũ Nhi, vậy có thể nói cho ta biết. Âu Dương Vũ nhịn không được giả ngu, cái gì? Dạ Trọng Hoa oán hận gõ đầu nàng, không nói. Là thầy ở Đông Tấn Quốc. Nàng không tính nói thật, Âu Dương Vũ quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, Trọng Hoa, chàng tin ra không? Dạ Trọng Hoa ngay lập tức đáp tin, vậy cho nên, cứ nghĩ như vậy là tốt rồi. Dạ Trọng Hoa,
sẽ có một ngày, khi ta đã toàn tâm toàn ý tin tưởng chàng, ta sẽ đem hết tất cả mọi chuyện từ thân thế của ta, bí mật của ta toàn bộ đều nói với chàng.